Hân hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Hân hỉ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, ai cũng bận rộn, người người tấp nập trên đường, nhà nhà đang sửa soạn, chuẩn bị đón Tết. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, sự háo hức trước thềm năm mới, có lẽ đã không ít lần bạn gặp phải tình trạng xui xẻo diễn ra liên tục. Chuyện này chưa giải quyết xong, chuyện khác đã đến, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đây là lúc quý vị cần phải tìm cách hóa giải những vận xui, nếu không muốn chúng đeo bám trong những ngày đầu năm mới. Chính vì vậy, để chú tâm vào những công việc và sinh hoạt, trước Tết 2023 này, quý vị hãy áp dụng những cách hóa giải xui xẻo dưới đây. Thứ nhất là xả xui bằng lá ngải cứu hoặc thuốc bắc. Trong cuộc sống, nhiều người hay gặp vận đen, xui xẻo, không may mắn, ảnh hưởng tới tâm trạng, công việc, học tập. Nên rất cần xả xui để giải tỏa tâm lý, có lại tâm trạng tốt hơn. Trong dân gian có nhiều cách xả xui theo phong thủy, được các cổ ta từ xa xưa đã biết dùng rất hiệu quả. Đầu tiên là cây ngải cứu. Theo Đông y, cây ngải cứu có các công dụng như trị bệnh dưỡng thân, diệt trừ tai ách, làm món ăn bổ dưỡng và xả xui rất hiệu quả. Theo đó, chỉ cần cài một nắm ngải cứu trên các cánh cửa trong nhà, giúp xua đi những điều không may mắn, chào đón những điều tốt lành nhé. Bên cạnh đó, thuốc bắc sông nhà cũng là biện pháp để xả xui vận đen rất hiệu quả, có thể giúp loại bỏ phong long, năng lượng xấu, tà khí, mang đến may mắn, bình an cho gia đình. Cụ thể như sau. Cách 1, đốt lò than hồng rồi cho thuốc bắc lên trên và bê đi khắp nhà, thỉnh thoảng đặt xuống, dùng quạt giấy, nan, quạt nhẹ để thổi khói thuốc bắc lan tỏa khắp các ngóc ngách nhà ở. Cách 2, cho gói thuốc bắc vào nồi nước sạch, đun sôi 30 phút thì bê nồi thuốc bắc đi xung quanh nhà. Cuối cùng là để nồi thuốc ở cửa chính để cả nhà bước qua, nam bước 7 lần, nữ bước 9 lần. Thứ hai là xông nhà bằng bổ kết xả xui vận đen. Bổ kết cũng hay dùng để tẩy uế, thanh lọc không gian sống, xua đuổi tà khí, năng lượng xấu. Đầu tiên cần chuẩn bị một lò đốt than, một bó nhang, muối biển, quạt giấy và bổ kết. Cho bổ kết lên lò để nướng rồi bê đi xung quanh nhà, hoặc dùng quạt giấy quạt nhẹ nhàng để bổ kết cháy liên tục. Đi 5 đến 7 bước dừng lại và ném vài hạt muối cầm sẵn trong tay quanh nhà. Đốt bổ kết xong, bạn đốt tiếp nhang và cũng cầm đi xung quanh nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thứ ba là dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa nay hay dùng để xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau. Cho muối biển vào nồi hoặc chảo rồi đổ cồn xâm sấp mặt muối. Châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới tích cực hơn. Đơn giản hơn là rắc muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối, sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo, còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Muối là muối ăn hay muối sống và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở tường phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Thứ tư là dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận.
cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành, may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà. Hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà. Nên chọn những loại hương nồng như là gỗ đàn hương, hoa nhài. Tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng khác nhau. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Cuối cùng là đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài vì rất dễ làm. Thỉnh phong long phù đã được tẩy uế, khai vận. Sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài, gia chủ thành tâm khấn lại, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn, sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng, gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt 3 lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống, hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang. Khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Bên cạnh việc xả xui cuối năm, sắm đồ Tết một cách cẩn thận và chu đáo cũng là cách gửi gắm hy vọng về những điều tốt đẹp cho năm mới. Tuy vậy, quý vị đã biết cách sắm đồ Tết hợp phong thủy cho cả năm hanh thông hay chưa? Hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay trong phần tiếp theo sau đây nhé! Thứ nhất là sắm đồ thờ cúng. Dịp lễ Tết là một trong những ngày vô cùng trọng đại. Do đó, các loại đồ thờ cúng đặt lên bàn thờ linh thiêng là một trong những món đồ bạn nhất định không được thiếu khi mua sắm đồ Tết. Trong đó, mâm ngũ quả là quan trọng nhất và không được thiếu trong ngày Tết theo văn hóa Việt. Theo mặt âm dương ngũ hành, người ta quan niệm rằng mâm ngũ quả bàn thờ ngày Tết thể hiện cho sự bao bọc nhau, hòa thuận giữa các vạn vật. Ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành đó là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Bên cạnh đó, theo nhiều người, ngũ quả còn tượng trưng cho 5 điều ý nghĩa: phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Vậy 5 loại quả trên mâm ngũ quả gồm những gì? Đó chính là chuối xanh, phật thủ, dưa hấu, quất hay còn gọi là quýt, đu đủ, sung. Thứ hai đó là thực phẩm ngày Tết. Sau khi đã chuẩn bị tươm tất cho bàn thờ ngày Tết, thì việc mua sắm đầy đủ các loại thực phẩm để đảm bảo đủ dinh dưỡng cho ngày Tết cũng là điều bạn cần quan tâm. Khi mua thực phẩm, chắc chắn không thể nào bỏ qua thịt cá, rau củ quả, các loại rau thơm, trái cây, mứt và các loại nước ngọt. Đối với thịt, các bạn nên mua nhiều để dự trữ cho ngày Tết. Sau khi mua về, hãy làm sạch và cho vào các túi đựng hoặc hộp đựng để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh. Những loại thịt cá nào chưa được dùng liền thì bạn hãy cho lên ngăn đá. Cách bảo quản này sẽ giúp thịt cá tươi ngon, không có mùi hôi khi chế biến. Với rau củ hay là trái cây cũng thế, bạn cũng nên ngâm nước muối, rửa rau đúng cách rồi cho vào túi đựng để bảo quản. Khi có khách đến hay cần dùng, bạn chỉ cần lấy ra và sử dụng. Hơn nữa, làm sạch hết thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh sẽ giúp tủ lạnh không bị nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho cả gia đình. Thứ ba là trang trí nhà cửa ngày Tết bằng hoa đào. Thấy hoa đào là thấy Tết, do vậy loại cây này thường được lựa chọn làm vật trang trí nhà cửa dịp đầu năm. Đặc biệt theo phong thủy,
cây đào còn giúp xua đuổi ma quỷ và mang đến một năm mới nhiều tài lộc phú quý. Hoa đào được xem là tinh hoa của ngũ hành, là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Vì thế, đây chắc chắn là một trong những đồ trang trí phòng khách ngày Tết bạn không thể bỏ qua. Vâng thưa quý vị, trên đây là các cách hóa giải vận xui hiệu quả nhất cùng những mẹo phong thủy để đón năm mới an khang, thịnh vượng. Người xưa có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hãy làm những điều nên làm và tránh những điều nên tránh, dù là nhỏ nhất, để có thể gặp nhiều may mắn và tránh những điều xui xẻo trong cuộc sống nhé. Xin chúc quý vị cùng gia đình có thể hoàn thiện năm cũ một cách trọn vẹn, đồng thời đón năm mới sung túc và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.